Chào mừng anh em quay trở lại với video ngắn của bên shop Gia Hưng nhé. Thì ngày hôm nay Gia Hưng lại đi test củi để trả anh khách ở Gia Lai đây. Thì cũng xin làm một đoạn video ngắn này để giới thiệu tới anh em mình nhé. Thì ngày hôm nay em đi một mình nên là cũng không thể làm video test cho anh em xem được. Thì cũng quay qua về cái cấu hình và cái cự ly đang test nhé. Để em quay cự ly test cho anh em mình xem này. Đấy, bên sang với nhà này nhé. Cự ly từ đây sang bên kia nó rơi vào độ 70 mét anh em nhé. Em đã đo máy đo rồi. Đấy, còn trước em test lên trên này từ đây ra sang kia nó là 100 mét cho anh khách rồi. Đấy, thì cũng rất thường xuyên làm video ở cái khu vực này nhé. Anh em theo dõi kênh Gia Hưng này anh em có thể nắm bắt được. Đấy, thì quay trở lại video chính ngày hôm nay. Đấy, giới thiệu tới anh em cây Côn U cầu hình cao nhé, giáp test để trả anh khách ở Gia Lai. Đấy, anh khách này thì anh là khách quen bên em rồi, anh đã mua rất nhiều hàng bên em rồi. Đấy, giới thiệu tới anh em mình để anh em mình tham khảo nắm bắt và tham khảo cấu hình này nhá, rất chia đẹp anh em nhá. Cây Côn U thẳng dài. Đấy, giới thiệu tới anh em này, cái bộ hơi đang sử dụng là van cờ van click kết đen bản dài mở bản công ty đồng hồ xám nhé, chuẩn công ty Huben. Van này điều áp tốt, thổi áp nhanh cho anh em mình, tiết kiệm hơi anh em nhé. Khớp u là khớp u click kết này, khớp u là khớp u click kết nha em nhé. Đấy, khớp u click kết và bình carbon là 0,42. ok chưa, rất chiều đẹp bóng nhé. Khung có ruột tay cầm gỗ liền khối, khung là khung vuông xương cá anh em nhé, thẳng dài nhé. Và tay cầm là tay cầm cũng mun đuôi công vân tự nhiên, rất chiều đẹp nhé. Tay là tay liền khối vân tự nhiên đấy, màu sơn cái màu gỗ này nó sẫm sẫm màu, rất chiều đẹp anh em nhé. Ruột nhựa bằng đồng tay đòn inox cho anh em mình. Đấy, cò vẫn là cò ba mảnh anh em nhé, sử dụng cò ba mảnh cùng IS884 chuẩn xịn, rất chìa đẹp anh em nhìn thấy không, rất chìa đẹp. Đấy, mọi góc nhìn rất đều là đẹp anh em nhé. Còn con kính là sử dụng Beta TMD hàng tâm 2 lưỡi số, tâm kính chống giật chống nhảy tâm rất chia tốt cho anh em mình nhé. Đấy, phía dưới thân kính là tem mát của nhà sản xuất, em chỉ bán chuẩn công ty hàng loại 1 không bán hàng loại 2 cho anh em nhé. Và cái cành sử dụng là cành TK Hồng Kông 20 in, bắn đạn chì là 6.35 anh nhé, bắn đạn 6.35. Đấy, giảm thanh Sumo Phi 35 định tâm liền khối anh em nhé, giảm rất chia đây. Cấu hình này bao cho em 100m trở ra anh em nhé, 100m trở lên, 120 đến 150 đều rất chi là ok. Vì cái đạn 635 này mình thường là anh em chơi thằng thú to thôi. Thú to là cái thứ nhất và bắn cự ly xa anh em nhé. Anh em chơi 635 là rất chi là mạnh, uy lực. Chơi nó sướng lắm anh ạ. Đấy, anh em ngắm tổng thể này, rất chi là đẹp nhá. Thì em làm đoạn video ngắn này thôi. Mọi hôm là có thằng em nó đi cùng cơ thì nó quay để em bắn test thực tế cho anh em. Nhưng mà nó lại đang bận chút, đang ráp hàng cho em ở nhà. Đấy thì em cũng đi tranh thủ đi test thôi. Và làm video ngắn này thứ nhất là để trả hàng cho anh khách và giới thiệu tới anh em mình nhé. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây và xin hẹn anh em mình ở những video clip tiếp theo nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ shop. Xin chào anh em.